Vậy cho lên. Sao có bộ căng à? Bên kia nói dụ đi giày á là chị thấy hơi căng căng rồi. Chào Dạ em. em chào chị. Dạ giờ mình cao nhiêu nè? Em thì em mới tăng chín rồi. Tôi nhà trai tôi bị gọi là yếu yếu chiều cao chút, nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết á. Về tình cảm nè, rồi nụ cười tôi, gương mặt cũng ấn tượng ha. Này mà đẹp trai lắm, đừng có giỡn nha. Nói cho Cao thêm gan là ngon lành mày. luôn á. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của anh đó thì em sẽ chọn cái gì? Dạ em sẽ chọn con người. Em Đúng sẽ rồi, chọn con người trời đúng ơi. không? Bên đây Vũ. Mình sẽ nói lớn lên để bên kia cảm nhận như thế nào nha. Rồi mời nhà trai. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, Chào em. chị Ngọc Vân và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Ngọc Toàn, em 29 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam. Anh mới Quảng Nam về Dạ, em bữa trước em có biết anh về mà anh bạn của em ra được. nè. Trời ơi, gặp anh về bận gì bận ra, gặp anh chút uống ly cà phê chứ. Dạ, đợt sau anh vào thì em sẽ mời anh đi. Đây, À, anh làm mời nghề gì em. vậy? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam. À, rồi. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em chào cô Hồng Vân, chào anh Huyền Linh và chào bạn nam bên kia và chào khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Rồi, chào Em em xin gái. tự giới thiệu, em tên là Hồ Long Ẩn, em 26 tuổi, hiện là giáo viên và đang công tác tại trường Mẫu Giáo Hoa Phượng ở Tánh Linh, Bình Thuận. Ủa, Bình Thuận với Quảng Nam có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Vậy hả? À, nhưng mà không sao. Tình yêu ta yêu gần nữa, quả địa cầu ta còn yêu nhau được mà. Bên kia 26, đây 29 ha. Dạ vâng. Rồi bây giờ nào, mời nhà trai, nhà gái. Dạ em, điểm mạnh của em á là biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè á. Khi mà bạn bè gặp khó khăn thì em luôn giúp đỡ bạn. Đặc biệt là đối với em là một cô giáo mầm non á thì em rất là yêu trẻ. Cái việc nấu ăn uống thì em là một người phụ nữ trong gia đình. Dạ, điểm yếu của em thì hơi bị một chút nóng tính một xíu. Với lại một phần là em hơi nhút nhát với đám đông. Dạ, em nói chuyện khá là nhanh. Mầm non, vậy là biết hát, biết đọc thơ, biết múa, biết nhiều loại hình nghệ thuật đúng không? Dạ, chút chút thôi chú ơi. Giờ làm chút cho nó xong tụ thôi. Dạ, một tiếng nữa đi rồi con đọc thơ được không chú Linh? À được. Cái gặp bạn bên kia bắt Mới đầu có đọc cảm thơ xúc đọc ha. đúng Dạ, không? dạ. Thì cái mẫu người đàn ông của em phải như thế nào? Thì nói chung mẫu người của em thì nó đơn giản lắm, mình biết cư xử lễ phép với người lớn và yêu thương chăm sóc, đặc biệt là với cái người bạn mà đồng hành với mình á, phải biết quan tâm, dạ, chung thủy. Ngoại hình ha, thì anh đó là cao nhưng cũng dễ nhìn một tí, ăn nói thì lưu loát. Nãy giờ nói lưu loát không? Dạ cũng khá được. Khá được, ta làm vào Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đó. Được không em trai? Dạ được. Dạ. Chiều cao thì cũng lúc được lúc không. Nếu mà muốn cao, tại vì muốn được thì mình cao mang dài cao lên. Em muốn cái bạn trai mình cao bao nhiêu? Dạ em muốn thì bạn trai là cao từ 1m68 trở lên. Sao có bộ căng à? Bên kia nói dụ đi giày á là chị thấy hơi căng căng rồi. Chào Dạ em. em chào chị. Dạ giờ mình cao nhiêu nè? Em thì em mới tăng chín rồi. Tôi nhà trai tôi bị gọi là yếu yếu chiều cao chút, nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết á. Về tình cảm nè, rồi nụ cười tôi, gương mặt cũng ấn tượng ha. Này mà đẹp trai lắm, đừng có giỡn nha. Nói cho Cao mày. thêm gan là ngon lành luôn á. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của anh đó, thì em sẽ chọn cái gì? Dạ em sẽ chọn con người. Đúng Em sẽ chọn rồi, con người trời đúng ơi. không? Bên đây vỗ tay mừng quá kìa. Ủa rồi còn em sao, nói luôn Nói đi. cho dân cô biết thế nào. Dạ, thật ra thì em không đặt tiêu chuẩn về bạn gái của mình. Em chỉ có quan niệm là phải hợp nhau hay không thôi. Tính tình thì có hiếu với gia đình, biết chăm sóc bản thân mình, không có giận hờn vô cớ. Đâu có ai khùng đâu giận hờn vô cớ, ít nhất phải làm gì cho ta mới giận chứ. Thành ra người đàn ông mình phải tìm hiểu tại sao người khác giận mình phải làm cái gì đó, thậm chí mình vô tình làm gì mình không biết, chứ không ai tự nhiên đi đùng 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 lên khùng lên hết trơn á. Dạ chào chú Hương. À, Hết ở Bình hồn Thuận chưa? hả? Hết Dạ hồn chưa? Ê, có sợ yêu xa không? Dạ yêu xa, nếu như mà có lòng tin thì mình sẽ vượt qua. Mình không thích đàn ông ở điểm nào? Người đàn ông á, con không thích đó là hút thuốc. Có Dạ. không? Dạ rượu bia thuốc em không hút. Con thì không thích ghen, tính của con là con sống rất là thoải mái. Dạ con cũng vậy, con cũng không ghen. Vậy thôi, chứ phụ nữ mà không ghen là nó chỉ làm gì ông thương tôi á. Nhớ nha, giờ nó không ghen mày mốt về bắt ta ghen là không được đó. Chào em, anh có một quà tặng em. Đây là em, cảm ơn anh có một bó hoa nữa mà hồi nãy anh đi trên đường anh quên mất để trên xe nên anh tặng tới Trời em. ơi, hoa nào cũng quên luôn. Mở quà đó có cái gì vậy? Dạ con xin phép mở quà nha. Là cái son. Trước là em rất thích nụ cười của bạn gái và giọng nói nữa, nên thật ra em sẽ tặng cây son, mong rằng bạn sẽ luôn nở được cười, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Dạ rồi em cảm ơn anh, món quà này em cũng rất thích. Dạ. Dạ đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có món quà nhỏ muốn tặng cho anh, tự tay em làm. Và trong tấm thiệp này em có viết một cái đoạn thơ. Dạ tí nữa em sẽ đọc cho anh nghe nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mở 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 thơ, đúng mở rồi, thiệp đọc kìa. thơ đi. Đẹp. Tấm thiệp hả? Dạ. Tự tay làm đó. Hình này sao giống dữ vậy trời. Em sẽ đọc cho anh nghe nha. Đúng rồi. Dạ, anh cho em đưa mượn đưa cái đưa đó cơ. đưa Dạ.
Dạ, em đứng đó, đứng đó nghe luôn, đứng đó cho nghe. Anh nghe nha. Em không phải là người vĩ đại đâu anh. Chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió, lúc giặt giàu lúc hờ hững xa lạ, lúc nồng nàn lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ, nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Lúc đi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống quá trời. Chắc này linh tính á, cái giá còn thứ sáu mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời, nó cưng hết sức ngồi nhìn nó này. Dạ. Anh có một câu hỏi này, nếu sau này anh và em có thể tiến xa hơn á, thì một trong hai đứa sẽ phải chuyển công tác, chuyển về nơi ở mới, thì em sẽ suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Dạ, vậy cho em hỏi anh thử nha, công việc của anh hiện tại đang ở đâu? Anh đang làm ở Quảng Nam. Dạ, em có thể xin một cái trường mầm non nào đó cho bạn gái dạy được không? Cũng được ạ, em không quan trọng về vấn đề nơi ở hoặc việc làm. Ừ. Miễn là bạn gái ổn định trước rồi mình ổn định sau thì em có thể chấp nhận. Em về Bình Thuận được không? Dạ, cũng được, mà thời gian đầu thì em phải ở nhà, tại nhà em thì còn có cô và một bà nội nữa. Ừ. Nên cũng hơi năng người. Dạ, nhà em cũng vậy thôi. Nhà em thì em trai của em thì làm ở Đồng Nai, còn có mình em là con gái nhà với ba mẹ thôi. Dạ. Vậy thì đứa nào phải về nhà đứa nào? Chấp nhận làm rể được không? Dạ được. Đó rồi, dễ xong rồi đó. Anh nhìn em có như thế nào? Em có... cũng dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Nghe giọng nói em cũng rất thích. Dạ. rồi và em sao không hỏi đi, rồi em thấy anh thì sao? Tự nhiên em bối rối quá chị. Hỏi đi. Em thấy anh có đúng tiêu chuẩn của em không? Anh thì nhìn cũng khá điển trai. Dạ, hoạt bát, vui vẻ. Chắc có lẽ là anh đang run đúng không ạ? Anh cũng run. Dạ. Nữ trai mà mạnh dạn lên chứ. Không, tính anh cũng hơi chút nhát một tí. Anh thì sống nội tâm nhiều hơn. Dạ. Có nhiều lúc anh bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều quá. Không biết em thấy thế nào rồi? Sống nội tâm thì cũng không có tốt lắm. Anh cứ bộc lộ ra hết đi. Anh nghĩ được cái gì, anh nghĩ mình được cái gì á, thì anh cứ nói ra hết, anh cứ trải lòng ra nói ra hết. Anh thích đi du lịch với lại chăm sóc chó mèo. Vậy hả? Dạ, trẻ con nữa, anh trẻ con anh cũng thích. Ví dụ như là ở xa vậy thì theo anh là mình gặp nhau á là bao nhiêu lần? Trong một tháng có thể 2 lần. Dạ. Dạ, anh có thể sắp xếp được anh. 20 lần khó nha. Thứ bảy chủ nhật anh có thể sắp xếp đi vào cho nó được. Dạ. 2 lần thôi. Dạ. Đi ngày về ngày gặp nhau. Ý em leo xe về. Trời ơi, vậy luôn á. Để bạn gái ngồi đó, mình bước tới nhẹ nhàng nắm tay bạn gái, trìu mến nhìn thẳng vô đôi mắt ấy và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nắm tay em được. Dạ được. Nắm hai tay luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt cô ấy. Ừ. Đưa cái tay kia ra đi em gái. Đó, nắm chặt nhìn thẳng đôi mắt. Hôm nay thì anh đến đây với tấm chân tình của mình. Anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Anh và em có thể trao nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ, em cảm ơn những gì đã nói với em. Dạ. Rồi, về vị trí. Hai đứa nhìn thẳng ra phía trước, nhắm mắt lại. Đây là việc hệ trọng. Chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Em suy nghĩ điều gì em gái? Em xin lỗi anh ha. Em nếu như em bấm thì em không làm được trách nhiệm của em thì em có lỗi với anh. Sau chương trình này em và anh có thể làm bạn và mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Anh thấy em trai là bây giờ mình phải cố gắng nếu mình... Em chủ động được thời gian. Đúng rồi, vậy là được. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ nào, bước tới chút xíu. Dạ. Bánh làm ngon quá. Dạ. Nãy tôi ăn cắp hết thêm hũ nữa đó. Dạ. Tôi ăn không lẽ tôi ăn hết cái hộp đó luôn, kỳ quá. Làm bánh ngon lắm. Đã lắm. Đứa này giỏi, này cũng giỏi, hai đứa kết hợp nhau là được đó. Bây giờ nắm tay nhìn bạn gái coi. Nãy giờ nói chuyện với bạn gái, thấy cảm nhận của bạn gái làm sao? Em thì thấy rất là ok. Có thể là ngoài cái tiêu chuẩn của mình, cái tiêu chuẩn của em nó đơn giản, nhưng mà bạn gái thật sự đẹp, dễ thương, rồi cũng có tài năng. Đúng. Dạ. Nhưng mà hơi cọc đó, quạo đó. Dạ. Nóng giận đó rồi sao? Dạ, đó em nhịn được. Em nhịn giỏi lắm. Nhịn được đúng không? Dạ. Rồi, mình thấy bạn trai làm sao? Dạ, em thấy anh này chững chạc, biết suy nghĩ, biết lo. Nói chung là có khả năng đảm bảo về tương lai cho một mái ấm. Đúng rồi, ổn định đó. Dạ. Có thuộc bài hát nào hát tặng bạn gái không? Dạ, em không thuộc bài hát nào. Có thuộc nào không? Dạ, con không có kịp chuẩn bị á, có gì con sẽ hát cho anh nghe sao cũng được. Rồi, thôi được rồi. Dạ. Bây giờ nắm tay bạn gái thấy nó ấm áp không?
ấm áp. Chưa bao giờ có người yêu luôn á nha. Người này có lên rồi chứ không có xuống. Thành ra yên tâm làm giàu. Dạ. À, rồi được rồi. Về về ghế ngồi đi. Rất là chân thành, rất là mộc mạc ha. Chắc chắn. Lúc đầu đó là những cảm nhận của chúng tôi. Mời bạn để tay vào. Còn quyền quyết định của các bạn. Để tay nút bấm. Nè, cái này con làm đúng không? Dạ con làm. Con có bán không? Dạ con, nếu mà chú thấy con bán được không con sẽ bán. Không cho chú lấy chứ. Bán chú cũng lúc này kẹt tiền quá chú cũng không mua nổi. Nếu không đem về cho ai cho chú. Ngon quá. Thôi được rồi, bỏ chuyện ăn uống qua một bên. Bây giờ hai đứa đưa ra quyết định nha. Nói chứ con làm bán được đó. Chú ăn chú thấy ngon đó. Nha. Nếu mà chồng đi làm mà vợ nhà làm bánh bán cũng ngon. Chừng nào chính thức bán thì nhắn tin cho tôi nghe. Rồi. Rồi, nãy giờ chúng ta đã trao đổi với nhau nhiều rồi. Cũng đã hiểu nhau rồi đúng không? Cũng đã biết được rằng đối phương có phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm hay không. Nếu đúng thì các bạn hãy bấm nút. Còn nếu không thì thôi, chúng ta sẽ nhường nút bấm cho người khác. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng. Rồi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Chúc mừng, nắm tay đi nào. Đang tay vào nhau thấy chưa? Bắt tay đi. Chưa có yêu lần nào. Đây nè, để cái tay ra. Đang tay vô nè, nè, nè. Đây nè, đó, đang về nè. Đó. Đó. Sao rồi? Gì wow, quơ wow, wow, wow đâu vậy? Vậy được anh. Sao đâu? Tượng trưng thôi mà. Không có tượng trưng. Đang tay vô nó mới chặt. Đúng rồi, cho nó. Em chỉ cho anh đi mà. Dạ, thôi em lâu quá không nắm tay cũng không biết nữa. Biết thường vậy sao? Trời. Chưa có một lần nào trải nghiệm tình yêu cả. Đấy, thật ra là tình yêu các bạn trong veo luôn đó. Cố gắng chăm sóc nó. Có cái gì á mình nói với nhau nghe. À, mình hỗ trợ nhau để cùng yêu, cùng chăm sóc cái mối tình này nha. Dạ. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn ai luôn đó. Biết cách hôn không? Tao chỉ cho. Hôn tay. Vô má. Hôn em nha. Dạ. Dạ tao chịu. Gì vậy? Không, có nghe cái chốc. Hôn mộng làm như con gái vậy. Hôn người ta thấy, người ta chứng kiến cho nó linh thiêng coi. Dạ chắc anh ngại á. Ngại cái gì đâu. Nào. Dạ. Chỉ có lên không có xuống nha. Dạ anh cố gắng. Cố gắng nha. Đó. Nghe tên là biết giàu rồi đó, chỉ có lên thôi. Mẫu đất ngon lắm. À, chúc ráng hai em nhõng nhẽo nhiều chút nha. Chúc em hạnh phúc nha. Càng nhõng nhẽo càng tốt. Rồi đây là quà của anh Quyền Linh thôi. Trời ơi, thiệt là tình. Chương trình riêng giờ nghèo lắm. Amity nước rửa tay rửa chén lau sàn giặt xả. Bữa nào ra chợ mua về ủng hộ. Còn bây giờ xài đi cho biết nó tốt cỡ nào, tốt lắm. Chú quậy có nước không chú bán đó. Nói chơi chứ. Xài thử được biết nha. Dạ, dạ. Rồi hai đứa dắt nhau đi về Bến Lức đi. Đi bên này. Cảm ơn anh. Dạ. Như vậy là chúng ta đã kết thúc câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tuần sau chúng ta lại gặp với những cặp đôi trong bạn mối hẹn hò. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ của quen thuộc của chúng tôi 17h50 thứ bảy và 20h20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chị gái hãy bấm nút bằng chiếc trái tim của mình các em nhé. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Anh trai không báo. Cái bán là không cái phòng máy chứ. Chúc mừng hai đứa chính thức hẹn hò với nhau. Nào hãy nắm tay nhau đi. Nắm tay thế này này. Nó tự cảm. Đó đúng rồi. Hai bạn dường như là còn thiếu một cái sự may mắn trong cuộc sống. Bạn trai thì học một cái ngành về y nhưng mà ra thì lại không làm việc được, phải buôn ba, đi buôn bán. Còn bạn gái thì lại một lần đòi rất là tội nghiệp.
hy vọng rằng là cuộc gặp gỡ này, mối lương duyên này nó sẽ giúp cho hai bạn có được cái sự may mắn trở lại trong cuộc sống của mình, nương tựa nhau mà sống với em nhé. Thật ra thì chàng trai rất là lanh lợi, cũng đẹp trai, cũng có rất nhiều cơ hội đó. Bạn trai cũng rất nhiều cơ hội. Nếu mình thật tình thương em gái đó, thì mình phải đưa ra một cái dự định, có thể đưa em gái về thành phố Hồ Chí Minh, rồi hai đứa cùng tìm việc làm cho nhau. Bạn gái thì chân thành, nhưng bây giờ công việc bạn gái thì nó cũng không có thể mưu sinh được đâu, rồi còn con nữa, rất là khó. Mình thương thật lòng thì mình phải làm tất cả mọi thứ để hướng bạn ấy đi theo cái dự án, cái dự định nào đó. Và tin rằng với cái sự nỗ lực của em đó thì em sẽ thành công. Cái công việc của em là công việc rất là tốt luôn. Thật ra mình đi bán cua thế, mình phát triển kinh tế thôi. May mắn chút xíu là giàu. Rồi thêm nữa là mình phải giữ cái nghề của mình. Cái nghề đâu phải ai cũng học được đâu. Nhá. Thật ra nghề của em hiện tại chị Lan đang thấy nó là xu hướng và đang rất là thịnh hành luôn. Và rất là ít người đi theo cái nghề này. Thì mình là một trong những cái gọi là một cái nhân tố mà sẽ phát triển rất là dễ. Chắc là chưa có mẹ cũng đến với mình. Còn anh gái nhà Sài Gòn rất là nhiều công việc để làm. Quan trọng là chúng ta có chịu khó. Nó cũng khó, một mình, một mẹ, một con lên đây ở đâu, làm cái gì. Nếu như mà em thương chân thành, hãy giúp điều đó. Ha? Cố gắng lên, biết đâu hai bạn mang may mắn lại cho nhau. Rồi, anh đi ti ạ. Chưa. À chưa hả? À còn thiếu nha. Thằng bé ngơ ngác dễ sợ. Thiếu gì đó. Ở đây ai mà máu nước là phải hung. Không hung là con bé dưới đó nó lên nó hung. Đó. Nào. Hãy đặt nụ hôn đầu tiên nè. Đây là phần quà dành cho các bạn. Anh không có gì. Anh có xà bông, rửa tay, rửa chén, lau sàn, giặt xả, gửi tặng hai em. Món quà cho nó nhỏ. Xà bông không có rửa cua được nha. Làm cua rửa tay được đó. Rửa tay được thôi. Rửa cua ăn cua rửa chén cũng được. Nước rửa chén được, rửa dĩa cũng được nữa. Mà nước rửa chén, rửa dĩa, rửa muỗng cũng được nữa. À, chúc mừng hai bạn. Chúc hai bạn thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống này. Thì hai bạn cũng hoàn cảnh cũng giống nhau vậy đó. Cố gắng lên. Trong cái tất bật mưu sinh đó, chúng ta cố gắng nỗ lực. Thì tôi tin rằng nó sẽ thành công nha. Hãy sống chân thành với nhau. Rồi. Mời hai. Nào, bánh nè. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm hẹn hò với nhau. Còn bây giờ thì xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhạc trai. Mời đi em. Mời nhà gái. Quá dễ thương, đáng yêu. Mời gái rồi đó. Bây giờ mình giới thiệu với em trai. Chào em. Chào mọi người ở trường quay. Em ơi. Đẹp quá, hay quá, lãng mạn quá, yêu thương quá. Đến với bài hát tự nhiên chúng ta lại thấy cô chú đúng là những bông hoa giữa cuộc đời này, những bông hoa tràn ngập sự yêu thương của một gia đình. Chúc mừng cô chú đã có một thành quả rất tốt. Cho đến ngày hôm nay thì hy vọng rằng sắp tới chúng ta chỉ còn những ngày tháng được đi rong ruổi đây đó để tìm lại những ký ức, để du hành ký ức, để trở về với ngày xưa, để chúng ta có thêm cái niềm tin, thêm nhiều niềm vui hơn nữa, để ta có một sức khỏe như ngày xưa để tiếp tục cống hiến và tạo ra một gia đình càng ấm áp hơn nữa. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cảm ơn Quyền Linh. Cảm ơn Ngọc Lan. Dạ, cảm ơn cô chú. Chương trình có một vài phần quà tặng cho cô chú.
Tới giờ liếu lưỡi lại em đứng lên hết cao ngọn cờ chích chiếu rồi ạ. Được chưa? Dạ. Đây là thơ của chú gửi cho cô. Của gà rừng gửi cho Tí Quạo đó. Còn đây là Awabi. Awabi. Còn đây là Alabio giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, giúp chuyển hóa năng lượng, giúp chuyển hóa đường thành năng lượng rất tốt cho sức khỏe. Còn đây là cốt súp heo, một sản phẩm của Quốc Việt Food giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị. Và còn nữa nha. Còn nữa. Dạ. Nhỏ kia nó uống sữa này mà nó vậy. Uống riết mà nó vậy. Đây là Calosu Gold chứa ít đường với nguyên liệu hoàn toàn là từ Mỹ, 100% đạm thực vật, nói chung là rất là tốt cho sức khỏe. Cũng như là bên cạnh đó thì còn một cái hộp Gluvita Gold nữa. Kính mong là cô chú có thật là nhiều sức khỏe rồi cùng nắm tay nhau. Những cái chuyến đi du lịch sắp tới nó cũng đầy lãng mạn như là thời mới yêu vậy đó. Cảm ơn Ngọc Lan, cảm ơn Quyền Linh và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho cô chú. Chúc cô chú mạnh khỏe. Cảm ơn. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Calosu Gold ít đường, tuy hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi. Rồi, cô chú. Dạ, dạ rồi. Dạ. Chú ơi. Yes. Còn cho con. Cô chú đợi ý kiến cho mấy chị thắm. Rồi, quay luôn, quay luôn đi. Cái gì? Chị Lan hai cái này đỏ. Không, hả? Chị còn đọc voi nữa nè. Dạ thôi chú ngồi nghỉ xíu chứ. Đọc voi gì? Bây giờ đọc voi gì mọi người? Ủa. Ủa quá rồi ngủ luôn thiệt. Ủa dạ. Là chim tôi xòe cánh cao đôi cánh mềm từ nam. Dạ con chào cô chú. Không đọc voi thì chị vào chị thay đồ nha. Chị mệt quá rồi. Thôi dẹp đi. Buồn ngủ mà không chết luôn, mấy cái này không chịu chuẩn bị hồi nãy đã nói rồi. Ừ chứ tao cũng có rảnh đâu tao ngồi.